Chương 4. Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bổn thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhón, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần, giống như thủy tinh. Còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật đứng trước, đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lạy đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và được dựng nên.